số địa danh xã Triềng Ngân. Triềng Ngân, tiếng Thái, nguyên gốc là Triềng Ngân, biến âm thành Triềng Ngân. Triềng là trung tâm Mường, Ngân là bạc trên tiền. Tên xã lấy từ tên cái ao Nong Ngân huyền thoại, có chuyện cổ về sự tích của cái ao bạc này. Bản Púng, tiếng Thái, cũng là nơi thả gia súc, thường có địa hình tự nhiên núi đá bao bọc. Theo chuyện cổ tích, ông khổng lồ lập cập cấp ải trạng ngọn đã thả voi tại nơi này nên gọi là bản Cúng. Bản Bôm Luông, tiếng Thái, bôm là thung lũng bao bọc bởi núi cao, luông là lớn, bôm luông là thung lũng lớn. Ngày nay bản này đã sáp nhập với bản Cúng thành bản Cúng Luông. Bản Phát, tiếng Thái, phát là mổ. Theo chuyện cổ tích, ông khổng lồ lập cập cấp ải trạng ngọn đã mổ voi tại nơi này nên gọi là bản Phát. Bản Nong La, tiếng Thái, nguyên gốc là Nong Đa, biến âm thành Nong La. Nong là ao trên hồ, đa là con, cá cua. Bản này lấy tên từ cái ao, ngày xưa ao này có nhiều con cá cua. Bản Hiếp, tiếng Thái, hiếp là que kẹt để nướng. Theo chuyện cổ tích, ông khổng lồ lập cập cấp ải trạng nọn đã vứt que nướng thịt voi tại nơi này. Bản Khoang, tiếng Thái, khoang là cây trúc. Bản Co Phục, tiếng Thái, Co Phục là cây bưởi. Bản này mới có gần 100 năm nay. Trước đó, đây có con suối nhỏ có cây bưởi gọi là Hủy Co Phục, suối cây bưởi. Khi thành bản lấy tên theo con suối Co Phục. Bản Dửn, tiếng Thái, Dửn là tên một loại cây thuộc họ cam quýt. Bản Phường, tiếng Thái, Phường là cây khế. Bản Nàng Mùa, tiếng Thái, Nàng Mùa nghĩa là dụng bò. Nay đổi thành bản Nàng Ngân vì chuyển đến ở gần ao Nong Ngân. Bản Cá Láp, tiếng Thái, cá láp không có nghĩa, láp thì có nghĩa là chừa. Có lẽ bản này có nghĩa là bản chừa, vì vào bản này phải qua một cái dốc lớn nên chừa không dám đến nữa. Trong tiếng Thái cổ hay thêm âm ca vào trước danh từ chính như cá lép, cá bem, cá sa, cá chóp, cá bẹ. Chữ cá ở cá láp cũng có thể thêm vào như vậy. Bản Kềm, tiếng Thái, kềm là mặn. Bản Ỏ, tiếng Thái, ỏ là cây, sậy. Bản Muông, tiếng Thái, muông là cây, muỗng trên xoài. Bản Nà Lo, tiếng Thái, Nà Lo là ruộng sớm, trồng sớm, dùng giống ngắn ngày để thu hoạch sớm. Hồ Nong La, tiếng Thái, nguyên gốc là Nong Đa, biến âm thành Nong La. Nong là ao trên hồ, đa là con, cá cuống. Trước là ao tự nhiên, nhỏ. Năm 1961 đắp đập thủy lợi thành hồ lớn nhất khu vực. Phiêng Phát, tiếng Thái, phiêng là bai bằng, phát lổ mổ. Theo chuyện cổ tích, ông khổng lồ lập cập cấp ải trạng nọn đã mổ voi tại nơi này nên gọi là Phiêng Phát. Ngôi đấng kia, tiếng Thái, đấng là đá, kia là con rơi. Đây là núi đá có nhiều hang rơi. Núi Hủy Lụng, tiếng Thái, hủy là suối trên dòng chảy, lụng là lán tạm khi đi sơ tán chạy giặc. Phốc Bài Luồng, tiếng Thái, phốc là thung lũng hẹp có núi bao quanh, giống bôm nhưng nhỏ hơn. Bai là cây mây, luông là lớn. Phốc Bai Luông là thung lũng cây mây lớn. Hô Hổ, tiếng Thái, hô là đầu, mùa là bò. Núi này nhìn giống đầu con bò. Núi Keo Ngu Lương, tiếng Thái, kéo là khe giữa hai quả núi, ngu là rắn, lương là con chăn. Kéo Ngu Lương là khe rắn chăn. Thơm tình hương. Lại hạnh phúc ấm no đời đời.